rồi, rồi các con lúng cái nhà này rồi ha. Mở cửa. Mở cửa đi chứ. Tại sao vậy à? Có ai ra mở cửa mà mở cửa đi chứ à? Mở cửa đi chứ. Tụi em ơi, làm gì sáng sớm các bạn có nhóm ông sầm vậy hả? Cái gì? Anh Bảy, người đâu? Người mẹ mày. Hả? Tôi hỏi anh người đâu? Người con mẹ mày. Anh Bảy, anh lớn rồi nói chuyện cho đàng hoàng đi anh Bảy. Cô dâu đâu? Dâu má mày. Thôi ngoài đừng có giỡn nữa anh Bảy. Đi rước dâu hả? Đúng rồi. Giang hồ thì giang hồ, đi rước dâu phải có văn hóa chút xíu chứ, làm gì sùm làng sớm vậy. Bây giờ rước dâu thì chú rể đâu? Hay à, xa tận à chân trời gần ngay trước con người à, chú dễ nè. Phải có lì xì. Thằng em đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây nè. Nhưng mà giờ vậy sao? Rước dâu nhà bảy gà là phải có gà. Bây giờ tao đố tụi bay tìm cho tao hai con gà, một con trống, một con mái. Sao? Muốn một trống à một mái luôn không? Có liền. Một trống một má nè bãi. Sao mở cửa không? Hay là anh biết sao? Không muốn qua chỗ em chơi đúng không? Hả? Mở cửa lại lắm. Vậy anh có mở cửa không? Hay là muốn? Giận chơi thôi, cửa không có khóa. Dạ, mắc cỡ gì vô đi mày. Bây giờ có đông đủ mọi người ở đây, mình bắt đầu làm lễ thành hôn. Ơi, tao là người lớn tuổi nhất. À, tao là chủ trì cái buổi hôn lễ này. Ông lớn tuổi kệ ông chứ, nhưng mà nhà tôi phải đứng để tôi làm lễ chứ. Rồi rồi. Bây giờ mày. Đám tôi. Ok, phà dậu. Là tao nói mày biết nè, tao nói cho mày biết nha. Cái gì? Tao nhịn mày đó. Nhịn cái gì? Nhịn không? Trời ơi. Giỡn thôi à, vui à. Bắt đầu làm lễ nè. Rồi làm lễ đi. Nhất bái ông Địa. Gì à? Ông Lịa nè. Ông Địa. Mày khùng hả? Hai đứa nó đám cưới thôi, nguyên bày đám cưới à, lại hai nó lại thôi. Bây giờ là phải nói chứ. Nhì bái bảy gà. Trời ơi, gì nữa vậy anh? Nhà tôi mà phải bái, giờ ba má không còn, giờ tôi là quyền huynh thế phụ. Anh lo chứ. Hợp lý đi chú. Rồi, lại đi. Nhì bái bảy gà. Ủa, hai mày muốn cưới không vậy? Bái đi. Thúc nè, ly say ngay. Hai đứa bay giao bái. Đúng rồi. À, bạn bè giao luôn. Rồi bây giờ hai đứa bay tự do giao hợp. Đi dâu. Nhìn con mẹ gì vậy? Nhìn em nè, qua đây nè. Thôi vậy đi bà nội. Đó, ông sói. Mời ông sói vô. Dạ. Cái nào ăn, cái nào cúng cúng nha. Chú 12 là anh đã gà đồ vô hết. Ê, ông sói. Ông sói. Tất cả mọi người. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ông sói, cảm ơn tất cả mọi người đã tới chơi nha. Nè. Bữa nay là phải chơi bẫy với vợ chồng em nha. Ai mà về sớm. Bẫy à. Tâm đi. Bẫy. Chơi bẫy à. Mọi người. Có con cuối cùng nó cũng chịu lên xe bông rồi. Yeah. Tính từ ngày hôm nay nó sẽ tiến hóa thành cá lớn. Ê
mà hay quá trời quá đất. Mà lại là em rể của Bảy Gà. Cha, thân sẽ càng thêm thân rồi nha. Bảy Gà hôm nay có thêm cá con mà như hổ mọc thêm cánh. Đúng rồi, đúng rồi. Gà thì chỉ có gà mọc thêm cánh thôi. Gà mọc thêm cánh đó là hành đại bàng á chú. Đúng rồi, nó là bậy bạ mà. Chú em nó không biết suy nghĩ cái gì hết. Đúng không? Gà mà mọc thêm cánh á là nó có hai cái cánh á. Hai cái cánh là thành cánh gà chiên nước mắm à. 15 ngàn một cặp à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hành bậy bạ. Sao ông nói tôi hồi nách? Ê bậy à. Cái gì vậy? Nách có mùi nước mắm gì? Hey bạn già. Cái gì? Hey để hai lỗ tai là điếc à, không có nghe rõ hả? Ý tôi là cánh gà của con gà chiên nước mắm chứ không phải cánh của thằng già, hiểu không? Ý chiên cánh tôi hả? Thôi thôi thôi, mình đã đi giỡn thôi mà, mọi người giỡn vui thôi mà. Đúng rồi, giỡn vui hả bạn già? Gà mà thêm cánh á là con gà bạn. Cái này mới buồn nè, cái này mới đáng buồn nè, không lo. Sao buồn? Toàn là trai đẹp mà ở trong cái chợ của mình là cứ vợ hết trơn. Vậy thôi ông ấy, bây giờ bà lấy vợ đi cho bà vui. Hay, hợp lý, hay, hay. Hay không? Hay. Hay không thập tính được. Hay. Tổ bê đê giật nha. Bà tổ bê đê quở nha. Đúng rồi, tổ bê đê lớn lắm, sợ lắm. Thôi vô cái đi nè mọi người. Thôi vô nè. Vô. Vô. Chờ mới. Tới kìa mày. Ở đâu? Em gái. Em mới dọn tới đây hả? Dạ, em mới tới. Em tên gì ạ? Dạ em tên Bào Ngư. Ê mày, nhìn nó ngon quá mày. Ừ. Ơi, hai thằng ông nội. Em gái của Bảy Gà mà cũng dám chọc hả mày? Ngon cái gì mày? Hai mày biến trên kia tàu thiên nha. Trời. Đi mày. Má hai đứa lại. Nè. Mày bố không được chơi với mấy thằng này nữa chưa? Đi vô nhà. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. 1, 2, 3. Vô. Nhảy đi. Cái gì vậy ba? Sao cô mặt nó buồn quá vậy? Anh qua dặn đi. Là đám cưới mình. Đấy. Vậy đã là anh em, sống là phải có tình, chơi là phải hết mình. Trời ơi, mà bác cái gì vậy ba? Ok bạn Hiền. Cảm ơn em nhiều. Thôi xuống đi. Xuống đi, té bây giờ. Đó. Kêu mọi người tập trung lại đây, tôi có chuyện muốn nói. Rồi. Tập trung. Bóp nè.
Nè, hôm nay đúng vui thì có vui. Vui quá vậy. Nhưng mà tôi cũng có một chuyện tôi cần phải thông báo. Chuyện gì vậy ông Sơn? Thằng Cá Kình, đại ca của khu chợ cá, vừa mới chết. Trời ơi, nó còn thiếu tôi 5 triệu tư á, coi như xíu bùm bùm cô hồn luôn rồi. Và khu chợ cá thì không thể nào một ngày mà không có người nắm, nó sẽ như là rắn mất đầu. Cho nên tôi đang có một ý, sẽ đưa một đứa có bản lĩnh lên để nắm. Có thể là thằng Cá Con. Thằng Cá Con được á, nó em. Trời nó giỏi lắm á. Ê, Cá Con, vô đây, đây. Đã. Đi đây liền. À, tối nay là chơi nát bét với anh luôn nha. Ok. Dạ, ok anh Bảy. Đi đây liền. Và một thằng nữa, thằng Khu Mực cũng vừa mới ra tù. Tôi thấy nó cũng là một thằng có bản lĩnh đó. Đúng rồi, thằng Khô Mực cũng được mà. Khô Mực ơi, Khô Mực qua bên biểu rồi. Khô Mực ơi, Khô Mực ơi. Dạ. Gì vậy? Dạ. Nè, một trong hai đứa bay sẽ có một đứa được lên nắm chợ cá. Hay các bạn. Nhưng mà khoan gọi mừng, để tao xem thực lực của tụi bay tới đâu. Nếu như trong một tháng nữa đứa nào có biểu hiện tốt, tao sẽ cho đứa đó lên nắm chợ cá. Có đất sống rồi nhá mày. Dạ, cảm ơn ông Sói. Ôi, vô nè mọi người. Cảm ơn ông Sói. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vợ ai mà bén quá vậy? Vợ của người ta. Người ta. Ơi ơi ơi, vợ của người ta mà anh hung dữ vậy, công an bắt anh bây giờ. Thiệt, nhìn muốn ăn thịt ghê luôn á. Trời ơi, đừng ăn thịt, sợ quá nè. Ê. Người sợ là anh nè. Làm thấy ghê quá à. Anh nãy ông Sói nói gì anh vậy? À, chúc phúc hai vợ chồng mình. Sao? Ông Sói không nói gì cái chuyện mà có quản lý mới cho cái chợ cá đó. À, chuyện đó hả? Anh không quan tâm. Bây giờ ai lên nắm cũng được. Xin miễn anh em vui là anh vui. Không, em nghe ông Sói ông nói sẽ chọn một quản lý mới, một là anh, hai là cô Mực. Anh đã nói rồi, anh không quan tâm cái chuyện đó mà. Bây giờ anh lên nắm cũng được, Khô Mực lên nắm cũng được. Anh với nó là bạn thân thiết từ trước đến giờ em biết mà. Thì Khô dễ thương quá à. Anh nghĩ vậy chưa chắc gì anh Khô Mực anh nghĩ vậy. Nó nhiều quá à. Nhiều kệ người ta. Sống là phải có tình, chơi là phải hết mình. Coi bộ khu chợ cá vô này làm ăn khấm khá à, mọi người. Trời ơi, vậy là anh Cá Con chuẩn bị lên nắm chùm chợ cá rồi vừa. Bỏ đi chú, nói chuyện như đúng rồi vậy. Thì đúng mà, anh Cá Con thì nắm chùm chợ cá là đúng rồi. Bậy ơi, Khô Mực đâu? Khô Mực để nào có chợ mực đi. Trời đất. Chú 12. Hay à, thằng Cá Con à. Hay à, mập mạp à, bụng bự à. Hay à, ê. Đúng rồi, hơi bậy. Biết lắm mà. Nó là em con Bảy Gà đúng không? Vợ, vợ em. Đúng rồi, tao nhớ mày đám cưới mày tao có đi mà mày. Dạ, giờ. Em chào anh 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ủa, tiếng lên ạ. Tao chào một cưới là 12 được rồi. Cũng đúng giờ dữ ha. Đi ra chợ gạo mà. Có nghĩa là không có lung tung giờ chứ không có dây thung, hiểu không? Nha, nó vẫn chơi với tôi nha bạn. Hey. Một khách nè. Mày à, tao nói mày á, thằng mập, mày ở bên khu gia heo mà, qua bên chợ cá làm gì? Đâu có, em là đàn em của anh Cá Con mà. Dạ, nó là đàn em của anh Cá Con hả? Em út của em,
Ồ, nó là em út của mày hả? Nó cũng heo. Ồ, nó cũng heo hả? À? À, cái gì heo? Cá heo. Đúng ra chợ là ăn lớn ha, chơi tới cá heo luôn ha. Bữa nào dứt cá mập vô bán luôn cũng được ha. Dạ. Ý, biết mày không? Ai chè đó? Chào anh cá con mày. Em chào anh cá con. Ê, chào ấn tượng nha chú. Ê, em xin lỗi anh. À. Mẹ, mày chính là nó lứng tới một chút xíu nữa à. Nè, lứng một cái nó đứt cái tay tao là tao này quá như vậy. Trời ơi, chú 12 yên tâm đi, em có nghề nghiệp chập dừa mà. Anh cá con, em mời anh. Cảm ơn chú. Em chào chị Bảo Ngư. Chào em. Nhớ dắt anh cá con đi tham quan khu vực này cho anh biết hết cái chợ cá này luôn. Anh cá con yên tâm đi, em sống từ nhỏ lớn đây mà. Ừ. Anh cần đi chỗ nào á em dắt đi chỗ đó. Với lại nó phải định anh chứ, em hâm mộ lắm á, nghe anh lâu lắm rồi, bây giờ mới được gặp anh á. Quê quê quê, anh cá con là người dân bình thường, bình thường như bao người khác, đâu phải ca sĩ diễn viên gì đâu, hâm mộ thần tượng đâu. Một ca sĩ diễn viên được hâm mộ hả? Tao hâm mộ anh cá con ở đây á là cách sống của ảnh, cách nghĩa tình của ảnh. Anh sống đúng nghĩa, mày hiểu không? Này nói chuyện như MC tiệc cưới ta. Làm gì căng vậy anh? Ta thích anh mày mà làm gì căng? Đừng kiếm mối người ta hoài chú. Dạ. Anh thấy nó cũng dễ thương mà. Dạ. Có duyên á. Dạ. Cái môi nhìn hay hay à. Em thấy na chề mà. Vậy chứ à, nó dễ thương lắm. Mà mày cũng ngộ à? Dạ. Nó thần tượng, cho nó thần tượng làm gì tự nhiên chửi nó. Đúng không? Ờ, không chửi nữa. Ờ, nhớ đó. Ê mà khoan, khoan, khoan. Mày mày với lại thằng Khô Mực á là bạn thân mà, đúng không? Chú 12 biết rồi còn hỏi. Mà tao nói mày nghe nè. Bạn thân là bạn thân nha. Trong cái giới giang hồ này á, thân ai nấy lo nha. Nó sợ mặt như bánh tráng trộn á. Nè, bữa nay vậy, mai nó vậy, như bánh tráng trộn. Chú 12. Cái này là bánh tráng nướng. Ờ đúng rồi, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn là nó vậy. Nè, con này là bánh tráng nướng. Hả? À, em biết rồi chú. Thôi, bây giờ tao có việc bận, đi uống cà phê với 7 gà. Ha. À. Chợ cá ở đâu mà tanh dữ à. Quá tanh luôn à. Thì à. Anh cái con. Ừ. Bây giờ anh muốn đi đâu trước? Đi đâu cũng được. Em. Chị hai. Ờ, con đi chợ hả? Dạ, dắt mấy anh em tham quan cái chợ của mình đó hả? Bán được không gì? À, cảm ơn con, bán được. Dạ. Con khỏe chưa? Khỏe rồi, cảm ơn nha. Dạ, gì đâu. Dạ, dắt đi tham quan mà. Mày đáng làm chứ mày? Dạ. Anh Năm, hôm bữa mấy chiếc mực anh đưa em ngon lắm á nha. Ờ, bữa nay bán hết sớm nè em ơi. Dạ. Có dễ bán được quá hả mấy cô chú? Sao còn nhiều vậy cô? Ờ, mấy sân này nó lớn quá con. Còn đang bán nè cô ơi. Chào dì ba. Ờ, chào A Trề. Hôm nay dì ba chừa cho con cá ngon lắm. Lúc nào đồ ngon cũng chừa cho con hết trơn á. Sao để bán đi. Con là ưu tiên số 1 mà. Con à. Nè con. Dạ, cảm ơn dì ba. Dì ba, ở đây là anh cá con. Ờ. Còn đây là chị Bảo Ngư. Dạ, con chào dì. Vợ của anh cá con. Dạ, bữa nay là dắt anh cá con tham quan cái chợ của mình. Sắp tới đây là anh chị sẽ là coi cái chợ cá của mình đó. À vậy hả? Dì ba khỏe hả dì ba? Khỏe, cảm ơn con. Ồ, hai đứa đẹp trai, đứa xinh gái. Tụi bay đúng là trời sinh một cặp á. Dạ, cảm ơn dì ba. Đẹp quá. Ờ mà nha, cái thằng này nó giống cái thằng diễn viên ở trên phim truyền hình mà dì ba vừa mới coi hôm bữa nè. Đẹp trai lắm. Không phải. Không phải hả? Anh cá con đâu có là diễn viên gì đâu. Ờ vậy dì ba nhìn lộn rồi đó. Con không có làm diễn viên gì hết á. Mà ngộ nha, con đi tới đâu ai cũng nói con giống khùng đó hết. Có đâu, con đẹp trai hơn nữa đó. con sao gì ba? Con hả? Nó giống con cá heo. Ồ có gì đâu, trời nói đúng tên luôn mà. Không cần bạn giới thiệu nha. Cả chợ này ai cũng biết tôi cá heo. Là phải đề nghị, phải treo đến bạn. Tại đây có cá heo nha. Dì ba vui tính vậy chắc buôn bán được lắm ha. Ừ, đối với khách đó con mình phải thân thiết vui vẻ thì họ mới nhớ tới mình. Dạ. Nhưng mà thời gian gần đây á, dì ba rầu lắm, không vui chút nào. Ủa sao vậy dì ba? À, sao dì ba? Thì dì ba thiếu tiền tụi giang hồ đó, đâu có tiền đâu trả tụi nó. Tụi nó vô đây nè lấy cá của dì ba, không cho dì ba bán. Dì ba thiếu ai? Ủa giang hồ mà sống là phải đặt tình nghĩa lên trên hàng đầu. Tại sao giang hồ mà đi cấn mấy con cá này làm sao? Thiệt sống như vậy suốt đời không bao giờ làm được cái giang hồ chính nghĩa. Ông nói thiệt, mà ai vậy dì ba? 7 gà. Ôi con chung dầu à, vô nhìn ngầu vui là. Bà chị Bảo Ngư biết tính em giỡn giỡn vậy. Tao biết tính mày mà. Dì ba, từ giờ sắp tới á,
dì ba cứ tập trung buôn bán tốt là được rồi. Chuyện nợ nần của dì ba để con nói anh phải gạn tiếng. Đừng lo, từ từ trả anh cũng được. Cảm ơn tụi con nhiều nha. Dạ, không có gì, con nói thiệt luôn á dì ba. Cứ tin là anh cá con đi. Anh cá con đây với lại anh Bảy Gà chơi rất là thân với nhau. Đó, anh cá con mà nói ra gì là anh Bảy Gà tin răm rắp nhé. Rồi theo liền quá không chị? Thằng bạn Hải, bạn tính mà. Tính mà, mới biết thôi mà tôi tình bạn lắm. Mày muốn cẩn thận lời nói nha chú. Dạ. Anh Bảy Gà nghe được giết chú á. Thôi chắc nghĩ nói luôn. Thôi, dì ba cho thủ bán nha. Tụi con dạ. Dắt anh cái con đi tham quan xíu nữa. Cảm ơn tụi con nha. Dạ. Mai nhớ ghé nha con. Dạ. Bữa nào ghé lại hàng cá của dì nha. Dạ. Mà em thấy á là mình làm giang hồ trong xã đoàn á, sau này mình về hưu mình còn có lương hưu. Tự nhiên đi làm ba cái tiểu thương tiểu thiết gì trong chợ đó. Làm ngày nào hôm sau ngày đó. Em thích làm giang hồ hơn. Anh chị ơi. Dạ. Em về nói với mấy cô chú tiểu thương trong chợ á, nếu như tháng sau lên anh nắm, anh sẽ giảm cho mỗi sạp 50%. Thiệt luôn anh. Anh cái con tốt thiệt luôn á. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ á là trong chợ mình nhiều tiểu thương còn khổ lắm. Anh lo được không? Chú ghi liệt kê hết danh sách cho anh. Làm gì cũng chừa đường lui chứ. Anh nhắm anh lo hết được cho chợ không? Tiền đâu lo cho vợ con nữa. Thôi mà, tính anh em biết rồi. Đó Banh phải cẩn thận chứ bạn. Chứ Banh đâu có mắt đâu bạn. Anh nhìn tao. Sao anh? Gái có chồng rồi mà còn mặn mà quá. Ê, bậy nha bạn. Đã bước ra xã hội chơi rồi, phải giữ cái nghĩa. Để sau này anh em còn dễ nhìn mặt nhau. Trái Banh không có mắt, nhưng mà tao với mày thì có đó. Làm gì? Có cần phải đông gì không chú? Nè! Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một chợ chớ hoài đá nhau. Tụi bay làm gì vậy? Hay à, mấy thằng nhỏ này sao vậy? Hả? Thích đánh nhau à? Hả? Muốn thể hiện hả? Nè, làm giang hồ á là không có được lóc. Cái gì? Không được lông. Giang hồ bóng cái gì? Bóng cái gì bằng già? Lông á, mồ hôi lỗi à. Đấy khăn à, nhưng mà lông á. Đó, mày nghe chú 12 nói chưa? Làm giang hồ là không được nóng, là cái đầu phải lạnh, mày hiểu chưa? Hả? Cả xã đoàn ai cũng biết hai bay thân thiết với nhau mà. Sao vậy? Đúng rồi. Hai đứa này à, từ nhỏ à chơi thân tới lớn, chơi từ thời còn à, ở chuồng à tắm mưa. Sao vậy? Em giỡn mà. Nhỏ giỡn khác, giờ lớn giỡn khác hả? Em thấy con khu mực vợ này lạ anh. Thôi bỏ đi. Nó có máu điên á. Đừng ghẹo nó. Em hôm nay em làm bài được mấy điểm vậy? Em làm bài tới 9 điểm lần á. Sao em ghê vậy? Còn anh chỉ được có 7 điểm à. Vậy hả? Chiều nay mày ra công viên, tao có chuyện muốn nói với mày. Anh cá con, có chuyện gì vậy? Anh cũng không biết nữa. Thôi, mình về. Khu mực, giờ mày muốn sao? Mày biết tao khoái bé bà Ngư mà. Sao mày cứ đi theo nó hoài à? Kể tao. Cấm mày nha mày. Anh cá con, anh có sao không? Anh sao? Anh khô mực thiệt quá đấy. Mà sao anh không chịu đánh lại? Trời đi, tụi anh là bạn mà. Thời buổi bây giờ không ai làm giang hồ theo cái kiểu
chu côn chu đảng nữa. Mà làm giang hồ là phải sang, phải sạch, đó gọi là giang hồ có tri thức, không phải như ngày xưa là dọa nạt người khác, hiểu chưa? Dạ. Dạ. Hello. Bố già tới đúng giờ dữ. Làm ăn quan trọng nhất là phải đúng giờ. Ai đây? Xin được phép giới thiệu cho, đây là hai thằng thằng em bên khu chợ cá của tôi. Dạ. Chào bố già. Chào bố già. Còn trẻ mà biết chào hỏi vậy là tốt. Không như cái tụi trẻ trâu hiếu thắng, nhiều đứa nó láo, không coi bậc cha chú ra gì hết. Thôi, mời bố già ngồi. Ừ. Bố già có nói quá không chứ? Tôi thấy bố già dù gì cũng là bậc trưởng bối trong khu chợ cũ. Còn chưa kể tới bố già lại là một thương gia giàu có nhất nhì của Sài Thành. Thì cho hỏi ai mà lại dám thất kính với bố già cơ chứ? Anh nói quá. Sài Thành là nơi ngọa hổ tàng long. Dạ, còn chúng tôi cũng chỉ là những người làm ăn bình thường thôi à. Ai đây? Đây là quả đen, cánh tay phải của tôi đó. Kính chào ông sói à. Đã nghe danh ông sói ở khu chợ mới đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Sau này chúng ta sẽ cùng làm ăn mua bán với nhau, chắc chắn sẽ còn gặp mặt lâu dài thôi. Nếu vậy thì sẵn đây cho tôi giới thiệu luôn. Đây là thằng cá con, còn kia là thằng khô mực. Một trong hai đứa nó sau này sẽ lên làm quản lý của khu chợ cá. Mặt mày sáng sủa, tương lai nhiều lắm đó nha. Dạ, cảm ơn bố già. Cảm ơn bố già. Còn chuyện làm ăn giữa chợ cũ với chợ mới thì sao? Thôi chết rồi, từ nãy tới giờ lo nói chuyện lu bu cho nên tôi quên mất. Bây giờ xin được phép mời bố già vào trong, ta sẽ bàn công chuyện. Hai đứa, về đi. Dạ. Vô. Trời ơi, muối đây nè ông trời. Chấm gì anh bậy? Ôi, mặn nè, muối sạn quá. Tôi nghe thiên hạ đồn là ngày hôm nay ông sói giới thiệu mày với lại bố già đúng không? Dạ, đúng rồi anh bậy. Vậy thì hay quá. Coi như là khu chợ cá là mình nắm chắc rồi, vui, đáng mừng. Vô. Vô. Quên nữa, ông sói giới thiệu em với bố già, nhưng mà có thêm khu mực nữa. Không, nhưng mà em thấy là anh cá con nắm chùm chợ cá là chính xác hơn. Tại vì anh khu mực là cho nắm chùm chợ mực đi. Em nói anh bảy với cả em nghe nè, để lên nắm chùm khu chợ cá em nắm cũng được ha, mà khu mực ai nắm cũng được hết, miễn anh em vui là được rồi. Bảy ơi, rất là bảy rồi. Sao bảy anh bảy? Mày phải lên nắm chùm khu chợ cá để em gái tao phải có danh phận đàng hoàng là phu nhân của đại ca chợ cá. Đúng không mọi người? Xỉn rồi phải không? Xỉn gì? Về ngủ à? À, mới có 3,5 mà xỉn cái gì? Bậy bậy. Dạ. Dạ. Anh cá con á là người trọng tình nghĩa trước giờ. Anh biết mà anh Bảy. Em nói anh Bảy nghe, trong cuộc chơi đó với em á, cái nghĩa lúc nào cũng trên hết. Nghe anh dặn nè, anh em thì anh em, nghĩa khí thì nghĩa khí, nhưng mà trong giới giang hồ tôn ti trật tự là phải phân định rõ ràng. Mà em thấy á, anh cha con lúc nào cũng coi cô mực là anh em hết, chỉ có anh cô mực là không bao giờ coi anh cha con là anh cha con. Mày trời có biết cái gì đâu mày mà nói. Mày xỉn là mày về đi, đang mày chơi mày đâu đi về đi, vô rửa chén các mày ăn ngớt chứ nhả ra. Anh nói có heo nghe nè, tại vì ngày xưa á, anh còn nợ thằng khô mực một cái nghĩa. Ngồi đi. Anh rất là coi trọng mày đó, biết không? Tại vì mày
có tài năng. Mày hơn hẳn thằng các con rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mày lại không đủ tham vọng. Còn anh thì rất nhiều tham vọng. Anh muốn đưa mày lên làm quản lý khu chợ cá. Nhưng với một điều kiện. Anh muốn gì? Ta muốn mày rải muối khu chợ cá. Rải muối? Ừ. Không. Khoan từ chối rồi. Biết tình cảm anh em của mày với cá con á tốt đẹp như thế nào mà không gì cứu cá con mày đã không đi tù rồi đúng không hôm mượt? Quay tới rồi đó hả? Tao đang cần người khử đối thủ cạnh tranh với tao. Tụi bay thằng nào làm được tao cho lên. Sao? Đi đi. Chiều mày tới đó ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắn bó mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa tao có chứ có sao mày chống tao bằng thánh đóng với nhau tao không mày đụng cho được tới tao mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu mày bắn bó mày sống chó như chó sống với nhau tình nghĩa tao có chứ có sao mày chống tao bằng thánh đóng với nhau tao không mày đụng cho được tới tao đời đã tao ra thằng vi cá này thằng con nít không chích thích tính tình thì khá lầy có anh em tao là trên hết thằng nào đụng thì con má mày tối qua anh em mình chơi bánh xét nên hôm nay mình ngủ cả ngày còn tối nay Mày làm cái con.